Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hàng ngày chúng tôi đều cập nhật những thông tin nóng hấp dẫn nhất gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Bão Trà Mi gây sóng to vỗ vào bờ làm gạch vỡ nát trên vỉa hè, một số cây ngã và mái tôn bị sô đổ. Theo ghi nhận, khoảng 9 giờ 30 đến 10 giờ ngày 27 tháng 10, Đà Nẵng tiếp tục có mưa, sóng to liên tục đánh vào bờ, nhiều cây cối ngã đổ gió giật mạnh khiến tôn bay ở khu vực biển Mỹ Khê. Một hạng mục phục vụ giải chạy vào ngày 26 tháng 10 chưa được dời đi tại bờ biển Mỹ Khê cũng bị gió thổi bay. Rất nhiều cảnh cây bị gió quật ngã, cả những thân cây to cũng bị gió xé gãy. Các khách sạn trên địa bàn thành phố phải dùng bao cát chặn vào cửa để đảm bảo an toàn trước sức gió mạnh tuyến đường như nguyệt quận hải châu có vị trí sát bờ sông hàng bị sông đánh lột gạch trên vỉa hè hất bay xuống đường lực lượng chức năng đã phong tỏa một đoạn đường như nguyệt để tránh nguy hiểm cho người đi đường theo cập nhật của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 10 giờ trưa ngày 27 tháng 10, bão Trà My, bão số 6 đang ở ngay trên vùng ven biển Thừa Tiên Huế, Đà Nẵng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, 75 đến 88 km h giật giờ cấp 12, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 15 đến 20 km h Trước dự báo trên, từ sáng ngày 27 tháng 10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã họp trực tuyến với các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi và tỉnh Con Tâm về công tác ứng phó với bão tại cuộc họp, phó thủ tướng đã nghe báo cáo trực tiếp từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đài khí tượng quản trị về diễn biến cấp gió giật, cường độ mưa, lũ trên các sông, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất. trong đó trọng điểm là mưa lớn ở khu vực phía nam, sạt lở đất tại khu vực miền núi phía tây. Báo cáo Phó Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, từ 7 giờ sáng nay, tỉnh đã thực hiện cấm người dân không ra đường khi có gió mạnh, duy trì lực lượng công an, biên phòng, quân đội và ứng trực để kịp thời cứu hộ cứu nạn. Hiện nay trên toàn tỉnh, đặc biệt là vùng ven biển, gió đang mạnh dần lên cấp 6-7, khu vực cửa Thuận An có triều cường cao 1,8m, gây sói lở. Tỉnh đã di dời 815 hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng với tổng lượng mưa được dự báo thì các hồ chứa trên địa bàn đều bảo đảm chống lũ. Tuy nhiên do mưa dài ngày nên tỉnh sẽ tiếp tục theo dõi và lên phương án di dời khoảng 10.000 hộ dân với trên 32.000 nhân khẩu ra khỏi vùng sạt lở, ông Nguyễn Văn Phương nói. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, các hồ chứa hồ thủy điện tại khu vực Trung Trung Bộ đang trong giai đoạn tích nước nên bảo đảm yêu cầu chống lũ nhưng điểm cần lưu ý là thời gian cấm tàu thuyền hoạt động tại khu vực biển nằm trong vùng ảnh hưởng của bão số 6 kéo dài hơn trước, nguy cơ sạt lở cao tại khu vực miền núi do mưa lớn kéo dài. Đại diện Bộ Quốc phòng cho biết, lực lượng phương tiện của quân đội sẵn sàng tham gia ứng phó bão số 6 là trên 275.000 người, hơn 6.000 ô tô, tàu, xuồng, máy bay. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo quân khu 4, quân khu 5, các đơn vị đứng chân trên địa bàn các tỉnh, thành phố phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các biện pháp chủ động ứng phó bão số 6 mưa lũ ảnh hưởng của bão. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao công tác chuẩn bị ứng phó bão Trà Mi tại các tỉnh miền Trung, chủ động ứng phó bão ở mức cao nhất với diễn biến phức tạp của bão sau khi đổ bộ vào đất liền sẽ quay ra biển và có khả năng hình thành áp thấp hoặc cơn bão mới. Phó Thủ tướng đề nghị hệ thống khí tượng thủy văn phải dự báo chính xác thời điểm bão đổ bộ, tuyến đê biển sung yếu để tập trung lực lượng phương tiện để xử lý kịp thời khi có sự cố. Bên cạnh đó, với lượng mưa lớn kéo dài, các đài khí tượng thủy văn tiếp tục cập nhật lượng mưa, đưa ra cảnh báo cụ thể hơn cho người dân về khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở bộ quốc phòng phối hợp hỗ trợ các địa phương khẩn trương triển khai phương án dùng flycam bay kiểm tra ra soát phát hiện các vết đứt lớn kéo dài tại những vùng có nguy cơ sạt lở do mưa lớn kéo dài bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ công thương bộ tài nguyên và môi trường phải nắm chắc thông tin lưu lượng nước tại các hồ bổ sung dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia các đài khí tượng thủy văn địa phương để điều tiết kịp thời không được để xảy ra tình trạng tất cả các hồ đều phải xả nước để đảm bảo an toàn Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp điện lực, viễn thông phối hợp chặt chẽ với địa phương để duy trì giao thông liên lạc, kết nối thông tin, chỉ đạo điều hành thông suốt. Phó Thủ tướng lưu ý cơ quan khí tượng thủy văn dự báo sát sao thời điểm bão số 6 đi vào đất liền, sau đó quay người ra biển. Các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin đầy đủ, kịp thời chính xác về tính chất phức tạp của bão số 6. Lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm sâu sát đến công tác quản lý tàu thuyền trên biển. mưa to, gió giật mạnh, Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không ra đường. Ảnh hưởng của bão Trà Mi gây mưa to, gió giật mạnh tại tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Sáng 27 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng của bão Trà Mi, bão số 6, địa phương này yêu cầu người dân không ra đường từ 7 giờ sáng cùng ngày cho đến khi có thông báo mới. Việc yêu cầu người dân không ra đường này trừ lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt. Hiện nay, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, tại khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26 tháng 10 đến 6 giờ ngày 27 tháng 10 phổ biến 100 đến 150 mm. Một số nơi cao hơn như Bạch Mã 268 mm, Nam Đông 144 mm. Theo ghi nhận của phóng viên, từ dạng sáng nay, mưa lớn kèm theo gió giật mạnh đã xuất hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị. Mức gió đo được của trạm khí tượng Cồn Cỏ lúc 5 giờ 49 đạt cấp 7, lúc 5 giờ 45 có gió giật cấp 9. Hiện tại trên đảo đang có mưa, gió mạnh, khuyến cáo người dân không nên đi ra ngoài tránh rủi ro. Bão Trà Mi tín vào đất liền, đường phố vắng tanh. Lúc 8 giờ 30, đường phố Hội An Quảng Nam khá vắng vẻ, chỉ thỉnh thoảng có vài người dân đi mua sắm nhu yếu phẩm gió bắt đầu thổi mạnh kèm theo những cơn mưa nhỏ, tạo ra không khí u ám. Các chợ dân sinh vẫn mở cửa, nhưng số lượng người đi lại trên đường rất ít, cho thấy sự thận trọng của người dân trong bối cảnh thời tiết xấu. Không gian yên tĩnh này khác hẳn với sự nhộn nhịp thường ngày của phố cổ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vào lúc 6 giờ ngày 27 tháng 10, tâm bão Trà Mi, bão số 6, được xác định ở vị trí khoảng 16,8 độ vĩ Bắc, 108,9 độ kinh Đông, cách Đà Nẵng khoảng 110 km về phía đông đông bắc. Cảnh báo cho thấy bão đang di chuyển gần bờ và có thể gây ra những tác động mạnh đến các tỉnh ven biển miền Trung trong thời gian tới. Người dân được khuyến cáo chủ động phòng tránh và theo dõi các thông tin cập nhật từ cơ quan chức năng. Bão Trà Mi có sức gió mạnh nhất, đạt cấp 9, 10, giật cấp 12. Trong 3 giờ tới, bão dự kiến di chuyển theo hướng Tây Nam với tốc độ khoảng 15 km h Các khu vực ven biển miền Trung cần cảnh giác và chuẩn bị ứng phó với những tác động mạnh mẽ của bão trong thời gian tới. Dự báo trong sáng nay, bão Trà Mi sẽ di chuyển vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ, bao gồm Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Đến khoảng trưa nay, tâm bão dự kiến sẽ nằm trên đất liền ven biển của các tỉnh này. Sau khi đi vào đất liền, bão Trà My sẽ đổi hướng di chuyển theo hướng Đông Nam, tiến về phía vùng biển các tỉnh Quảng Nam đến Quảng Ngãi. Dự báo bão sẽ suy yếu dần và chuyển thành áp thấp nhiệt đới. Tại Thừa Thiên Huế, sáng 27 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã phát đi thông báo khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi có gió lớn do bão Trà My. Theo cơ quan phòng chống thiên tai, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, Khu vực tỉnh Thừa Thiên Huế ghi nhận gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, lượng mưa từ 19 giờ ngày 26 tháng 10 đến 6 giờ ngày 27 tháng 10 phổ biến đạt từ 100 đến 150 mm, với một số nơi có lượng mưa cao hơn như Bạch Mã 268 mm và Nam Đông 144 mm. Những điều kiện thời tiết này gây ra nguy cơ lớn đối với tính mạng và tài sản của người dân, vì vậy cần thực hiện các biện pháp an toàn và theo dõi thông tin từ cơ quan chức năng. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu người dân không được ra đường từ 7 giờ ngày 27 tháng 10 trừ các lực lượng làm nhiệm vụ và các trường hợp đặc biệt cho đến khi có thông báo của cơ quan chức năng. Nghi nhận từ phóng viên dân trí sáng sớm 27 tháng 10, thành phố Đà Nẵng và một số địa phương của Thừa Thiên Huế bắt đầu xuất hiện các đợt mưa lớn kèm theo gió giật mạnh. Sáng cùng ngày, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố Đô Huế đã thông báo tạm ngừng đón khách tham quan tại các địa điểm thuộc quần thể Di tích Cố Đô Huế cho đến khi có thông báo mới. Quyết định này nhằm đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên trong bối cảnh thời tiết xấu do bão trả mi. Để ứng phó với bão số 6, tỉnh Thừa Thiên Huế đã lên kế hoạch di rời 16.349 hộ dân, tương đương 52.186 khẩu tại các khu vực sung yếu. Đồng thời, tỉnh cũng vận động người dân chủ động dự trữ hàng hóa thiết yếu cho 7 đến 10 ngày liên tục nhằm chuẩn bị cho tình huống thiên tai, lụt bão. Thừa Thiên Huế đã bố trí 100 tấn gạo và 100 tấn mì ăn liền để hỗ trợ người dân khi cần thiết. Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến nay, toàn bộ 1.884 phương tiện tàu thuyền với 10.685 lao động đã vào bờ neo đậu an toàn. Các biện pháp này thể hiện sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng trong bối cảnh thời tiết xấu. Tại Đà Nẵng, sáng 27 tháng 10, gió mạnh bắt đầu thổi và trời trở nên u ám. Các bãi biển ghi nhận có gió giết từng cơn, cho thấy cơn bão số 6, bão Trà My đang tiến sát đất liền. Chính quyền thành phố đã yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà từ 10 giờ hôm nay để đảm bảo an toàn. Tình hình thời tiết xấu đang được theo dõi chặt chẽ và người dân được khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết. Cũng theo ghi nhận trong sáng nay, thành phố Đà Nẵng có mưa nhỏ kèm theo gió nhẹ. Người dân đang gấp rút chẳng chống nhà cửa và các hàng quán để sẵn sàng ứng phó với bão trà mi. Nhiều người đã tích cực chuẩn bị các biện pháp an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại do bão có thể gây ra. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi và đồng hành kênh youtube của Báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào và hẹn gặp lại!